Dạ, sáng nay thì rất là vui khi được quay Hồng Loan buổi sáng hôm nay cả nhà. Qua trễ xíu là chưa đi rồi. Sáng nay ghẹo chị Loan ấy nhá. Sáng nay thì chị Mốm nó đi ăn sáng. Dạ, đầu tiên cho phép Hậu Nhân mến chào tất cả cô chú chị đang xem trên kênh Hậu Nhân nha. Dạ, một lời chào thật là sức khỏe gửi đến cho cả nhà đang xem kênh. Thì sáng nay thì Hậu Nhân đang có mặt tại quán hủ tiếu Bồ Viên Bùm Bùm. Địa chỉ là 181-43-4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Và nơi đây là nơi cái quán của chị Bùm Bùm. Thì cả nhà mình ăn hủ tiếu thì sẽ đến đây nha cả nhà. Địa chỉ này và số điện thoại cả nhà ở xa thì hệ là quán sẽ chào tới là 0707 795 822. Và bây giờ Hậu Nhân mời cả nhà mình vào bên trong với Hậu Nhân nha. Đây cả nhà, sáng nay thì ghé ăn hủ tiếu của chị Bùm Bùm. Trời ơi, một cái nồi nước lèo của nó là rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đặc biệt là củ cái trắng ha, cục bồ viên ha, nhìn là xỉu luôn. Ủa chị ơi, làm em thập cẩm nha. Thập cẩm là gồm có những gì chị? Gân tái bồ viên luôn hả? Một tô gì hết nhiêu tiền chị? Ủa thập cẩm cũng 55.000 luôn hả chị? Ôi, rất là tuyệt vời ha. Bây giờ chị đang chuẩn bị múc được cả nhà. Hậu Nhân sẽ ra bên ngoài ăn và cảm nhận và review với nhà mình xem nha. Ngân Nguyễn xin chào cả nhà nha. Mời cả nhà qua của chú Bùm 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 nha. Nếu ở gần thì đến ăn, còn mà nếu ở xa quá thì ship. Dạ. Đây là YouTube Hậu Nhân. Dạ. Ủa chị gần đây không? Gần, bên Nguyễn Cung. Nguyễn Cung hả? Dạ, đúng rồi đây. Từ đó ở đây gần không chị? 5 phút mà. Trời ơi, gần vậy luôn hả? Mấy em mới qua đây ăn mỗi ngày. Đã vậy. Còn mỗi ngày anh nè. Các bên nè. Dạ. Thấy thương mấy người ở xa. Mấy người ở xa nhiều khi tâm muốn tới. Muốn tới quá người ta ăn ở xa quá. Người ta phải đặt. Mình sát bên nè. Lần đầu tiên em được ngồi chung bàn với chị luôn á. Cảm thấy vui lắm luôn. Thì biết Hậu Nhân lâu rồi. Vậy hả? Mà đây là lần đầu tiên hai chị em ngồi. Dạ. Biết Hậu Nhân lâu rồi. Rồi sáng nay được gần với chị, ăn chung với chị. Hồi nãy cũng Hậu Nhân cũng xin phép chị trước là quay chia sẻ chị được không? Chị nói được, được thì quay. Trời ơi, hấp dẫn vậy. Ngon lắm. Đây cả nhà, quay cho cả nhà, Hậu Nhân quay cả nhà xem nha. Đây một cái tô hủ tiếu bồ viên. Ở đây là cục bồ viên nha cả nhà. Ở tái, được có nạm nữa. Để Hậu Nhân. Để em quay chia sẻ nhà mình xem. Chị Út quay chị kêu rồi, chị Út quay khách kêu rồi. Đây thì Hậu Nhân sẽ cho mình xem một cái tô 55.000 là gồm có những thịt gì. Và đây có cái chén này thôi Nhân chấm nữa. Dạ để em go cho cả nhà mình xem. Đặc biệt một cái tô hủ tiếu 55.000 á thì có hai cục bồ viên cả nhà, hai cục bồ viên nha, đây cục. Và đặc biệt nữa là trời ơi tái nè cả nhà, một đổ luôn. Đây quay sao gần nha cho em dễ ha, một đổ luôn. Đó, bên đây thì này là gân đúng không chị? Gân nạm. Gân nạm. Ôi ngon nè. Được mấy cục gân nạm được. À, ngon cực kỳ luôn. Hai cục gân trong nữa hả? Đây cả nhà. À, thấy là chảy nước miếng rồi đó. Để mình làm chấm ngay cả nhà. À, rau thì gồm có rau muống cả nhà, rau muống ha. Bên đây thì có húng cây. Tuy dùng miền sẽ kêu khác nhau ha, còn dùng của Hậu Nhân thì kêu bằng cây này cây húng cây. Có chỗ là kêu bằng cây húng gì? Húng cây đúng rồi. Có chỗ là kêu cái tên khác lắm. Húng cây nè, rồi ngò gai. Rồi lá quế nè cả nhà, ngò gai. Giá. Mình bỏ hết cho luôn đi cả nhà. Còn tô 55.000 ở thành phố với nó rất là đặc biệt luôn cả nhà. Ngon quá trời.
cô chú anh chị ở gần đây thì có thể là đến ghé ăn ủng hộ chị nha cả nhà. Địa chỉ là 181 sạc 43 sạc 4 Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận nha cả nhà. Cả nhà mình cứ gọi như vậy thôi là vào tới quán hủ tiếu của chị Bùm Bùm luôn. Có bạn chỉ dẫn ở ngoài á, tại Nhà vì hồi nãy là có bạn chỉ dẫn cái nhà mình gõ vậy là chạy dọc đường gần vô tới trong á thì sẽ có cho bạn chỉ dẫn cho cái nhà mình vô nha. Sáng hay làm nước chấm đi cả nhà. Ở đây thì gồm có thì tương ớt, rồi được tương đen. đen nè, đó mà làm một muỗng tương đen, hai muỗng đi cả nhà. Lát nữa mình bỏ vô kia nữa, hai muỗng tương đen và tương ớt. Ừ, để. Đặc biệt nhất cái nhà ớt này, cái nhà bỏ ớt thôi nha. Ớt này chị làm công thức làm sao mà cay, độ cay nó còn y nguyên luôn. Cay Đó, cay rất là dữ luôn đó nha. Không ăn lần không biết, ăn không nổi luôn. Bỏ nhiều ăn té lưỡi luôn. Đó. Xong. Đó thì trước tiên thì mình sẽ quậy nó đều lên nha cả nhà. Quậy cho không hợp cho nó đều lên. Đó, cho đều lên cả nhà, vừa có chanh vừa có ớt, rồi tương đen ha, nó có hai loại luôn. Song song đó thì mình lấy phân nửa này ra, mình bỏ vô trong đây cho cái nước mình nó đậm đà hơn, còn một nửa thì mình để làm chấm. Đây, sau khi mà hậu nhân đã làm xong á cả nhà thì cái tô của hậu nhân ở nhà nhìn phải rất là tuyệt vời luôn. Sáng nay thì chị ăn hết rồi. Nãy chị nói gì tên gì em quên mất tiêu. Ma Nguyễn, Chị Nga Nguyễn. Ôi tới tay nghe, mày bút quá, chị mày bút quá, à, thấy Ma quen lắm luôn Nguyễn. á. Rồi, ok, em với chị Nga Nguyễn ăn, ăn hủ tiếu. Chị làm hết rồi hả? Rồi, ngon quá. Thì tới em. Em Đây. chấm vô cái này mới phê được. Chấm vô này mới phê nè. Đó, mình có cái chén nước chấm luôn rồi nha. Đây, em có cái chén nước chấm ha. Đó, cho em chấm hậu nhân nè, mình quất quết vô, quất. Giống như nó ngon. Ngon. Mình nhà nó ngon ăn, rồi tôi đừng nữa. Nói em hả? Ngon lắm. Ngon mà. Chúng ta nhân đang nạm mới à. Đây là tái nha. Thử ra. Nó đã. Đã mới nè. Cái máy vào cào một xíu. Đã nha. Ăn sướng rồi chứ trời. Nó làm cục bộ viên nè, nói mà nó phải nói từ từ, nó nhanh nó miếng chảy ngoài lắm, thấy thèm. Đây à, cục viên nè cả nhà, nó lăn cho đều lên. Quất quất một cái Chén nó giòn. chị ở gần đây không, chị chị ở gần đây không, cây béo hả? Dạ. Dạ biết, em ở Phụng Dương Cung nè, sát bên đây nè. Dạ biết, Phụng Dương Cung ngon, chị ở ngon cây béo Nguyễn Đạo em biết. Cái bay chị. Cung sát bên này nè, chạy bên đây Chào. Cái cô đó em thấy người thường, thường ăn thường xuyên lắm. cái cô của em á, Rồi. cái cô của em á. Tại vì ngày nào mà tới đây không muốn ăn nên khách người ta đây thì biết liền, Dạ. quay hay lại không biết liền, tại khách tới là thường Ừ. xuyên mỗi ngày Đây. Cục tái này cả nhà. Làm nguyên cục luôn. mua tới nhiều lần nữa. Đó. Đến đây thì đó thì sẽ có hai loại cho cả nhà ăn. Một là hủ tiếu, hai là bún. Hầu nhau ăn. Một là hủ tiếu mì, hai là bún, ba là bánh phở mềm, Vậy bánh hả? phở mềm Nhiều nữa. dữ rồi hả? Nhà mới ăn bánh phở nè, bánh phở ngon quá. Không. À.
Họ nhân Mới ăn có ăn, mấy ăn một bún cả tiếng nhà. thôi. Bún cũng ăn rồi. Nói chung là trong cái quán một tiếng một viên bún thì có gì ra tỉnh hết trơn à. Mì mì tươi, của chú mì cũng mì dắt á, mì tươi á. Đã quá. Nước ngọt. Ăn nó sướng nha. Đây, chấm lên cái cục bò tái ha, sướng luôn nè. Ồ. Giờ như ngồi vô ăn nha. Dạ. Vô vậy bật bật Dạ. vô. Nó đã. Có đã nhờ. Đây gần ngon không nha. Nước đậm đà. Cho nãy ăn ăn nãy giờ mà chưa hết luôn á nha. Dường như là ngày nào em cũng làm tô, mà có mấy bữa mà kiểu như em đi xuống trễ quá cả nhà, hoặc là đi quay gấp quay quá cái hút giờ không qua ăn được. Chứ thường là sáng họ làm tô vậy đó. Sáng mà mình làm được tô hủ tiếu là nóng, hoặc là tô phở gì nó nóng rất là tốt cho sức khỏe của mình luôn. Gần nữa nè, chưa hết rồi, nhiều lắm rồi. Nước có ngọt, ngọt hiểu ngọt thịt chính cái dạng ngọt tự nhiên. Ôi, còn một cân nữa nè. Ăn no luôn á. Trời ơi, còn cục bò viên nữa cả nhà. Ăn nãy rồi đó, cục bò viên nữa. Đã quá. Còn tái rồi.
Uống. Đó. Còn hai đũa là hết rồi nha. Đẹp. Giờ hậu nhân răng hết rồi cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video hậu nhân nha. Và địa chỉ hiện tại của chị quán của chị Bùm Bùm là 181-43-4 cả nhà Phan Đăng Lưu, phường 1 quận Phú Nhuận cả nhà. Cái nơi quán hủ tiếu này cũng như là gần nhà của chị Hồng Loan luôn. Từ bên nhà chị Bùm Bùm đây chừng 3 phút cả nhà, sát bên. Đó. Nhưng mà đôi khi các nhà mình thấy là không biết chỗ đến đây á, thì các nhà mình có thể là đến số 5 Đoàn Thị Điểm. Đó, có anh em YouTube ở đó hoặc là có nhân viên ở đó. À, anh em với là nhân viên sẽ hỗ trợ cả nhà mình, chỉ cả nhà qua bên đây để cả nhà mình ăn. Thật sự cái đường vô đây cũng hơi lòng vòng tí xíu cả nhà, đôi khi những cô chú anh chị không rành đường đó, thì sẽ bị lạc đường đó. Thì cả nhà mình mới đầu tiên tới á, mà muốn qua đây á, thì cả nhà mình hãy tới số 5 Đoàn Thị Điểm đi. Lúc nào có hậu nhân hoặc là những anh em YouTube trước nhà, anh em nào cũng được, để hỗ trợ dẫn đường cho cô chú anh chị qua bên đây để mà mình ăn cũng như thưởng thức ủng hộ chị Bùm Bùm nha cả nhà. Dạ thì video thì cũng hơi dài rồi. Rất mong cả nhà yêu mến xem, đăng ký, like, chia sẻ giúp hậu nhân nha. Ôi trời ơi, cậu chủ nhỏ nè cả nhà ơi. Đó. Ai đây Biêu? Ai đây? Chào cô chú có giả đi. Biêu đâu? À. Dạ. Thì con cảm ơn cả nhà đã xem hết video con nha, con chân thành con cảm ơn. Dạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.